Huh? Yo, 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 yo. Gì vậy? Nhấp cầu VIP. Huh? Đam áp đi. Đam áp đi. Đam áp gì vậy? Trời ơi, chơi game cần gì cắm mắt đâu, thấy hết mà. Ôi trời ơi, Gagat ơi. Gagat này không có chim Slayer đi gần rồi. Chơi Gagat là ha, 1 phút 28 là một cái đúp lên. Đấm cái cho họ chiêu chứ, để quýnh hai hiếp mới đấm đúp là tốn thời gian rồi. Không này không có chim Slayer đi gần rồi. Có ai đi gần vậy? Đi gần top xong trà support tông phàm 12 kiếp đó thôi, gần kiểu Mỹ Latin hả trời. Ừ, đứng nghe qua nha. Trời từ đâu đó quá. Solo kill Kiya. Kiya nè, Kiya với chúng tôi nè. Kiya. E quy lát. Kiya. Nè, gì vậy trên game? Đẹp mắt vậy. Lee Sin làm đẹp mắt. Ây da. Tập kênh nó còn gồm ơi. Đi.
không đi lắm ấy á. Kia tới chạy đi anh em. Ây da, một thằng đi bỏ 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 bỏ. Cover ở đây. Ok ok. Kia tha đó. Kia ai giúp tôi nè. À không chết luôn vậy Kia. Xanh rồi chúng em không chết nhỏ. Anh me nãy giờ á. Em nhớ like subscribe cho đời nha, để đời bắn đại bản tiễn Kia nha. Kia ơi, 5 giây nữa là bạn tiễn tới đầu em á Kia ơi, nè xuyên qua cái đầu nè Kia. Thấy cái đại bản tiễn của anh sao? Kia không ngờ tới có phải không? Kia ham lính em bắn Kia nha. Kia ham lính quá nha. Kia ơi. Nope. Chuẩn bị né đại bản tiễn của anh tới nha. Đại bản tiễn tới kìa sen. Rồi cho xin 50. Gì vậy? Gì trời. Ê à. Được chạy à. Trộm đánh gì ông chửi. Đánh gì mỏng bờ lem. Ây da, bị nó bắn lé rồi. À, tâm Ken đứt lé kìa. Ây da. Không sao, tâm Ken đang mạng. It's okay bro. Mấy phà này đã bắn khó hụt lắm. Mấy phà này đã bắn không hụt được. Lại bắn tiện đến này sang ơi. Trời ơi, giả mang gợ thiệt chứ. Quá giả mang gợ. Tỷ chiêu dồn vô người. Trời cái gì vậy? Vào đây giết nội. Cứ lấy gì chứ? Giết được 110. Lấy xin chắc.
10 vàng. Kiểu chắc xem xong game này chắc nhiều ông ngứa tay chơi ngắt. Vô găng bích nát xong phít. Kiểu thấy hit gần đảo quá xong bích vô phít. Là sao ta? Là sao ta? Nói chung là yêu đó. Freedom is ours. Ây da. Ơ. Thiệt hả? Đặt. Sao game này anh có thể thua vậy kia giá? À em sang bắn anh đơ quá nha em sang.